xin chào cả nhà và các bạn. Hiện tại thì Hồ Thanh đang có mặt ở làng hoa Sa Đéc. Hôm nay mời cả nhà đi dạo một vòng làng hoa Sa Đéc cùng em nha. Giờ mời cả nhà bắt đầu thôi nào. Giờ chúng em đang ở cái chỗ này là cái đài ngắm hoa. Giờ bắt đầu đi vào đài ngắm hoa chơi thôi. Ở đây gió hay nhiều. Đó, hoa nó nhiều quá luôn. Cao cao trên đó có lá cờ là đầy ấm hoa đó cả nhà. Đây ta trồng hoa. Hoa này hoa gì? Hoa trang đúng rồi. Hoa trang mà có loại hoa trang màu ấy nữa kìa. Màu hương đó. Giống màu hồng vậy đó. Thì màu đỏ thì không nói gì rồi. Wow. Bên đây cũng có giữ xe nữa nè. Đã biết vô đây giữ rồi. Tới cận ngày à, ngày thôi nở dữ à. Chắc chạy quá. Xích vô xe qua đi. Chở nó miếng trong dữ mà. Đúng rồi. Chở để bán cho người ta uống đó em. Đây là vườn kỷ ngọc hoa. Ố, ngọc lan. À, bán vé giữ xe 5k, giờ cổng 5k. Mua vé ở đâu vậy ta? Mua vé ở đâu ha? Mua vé đây. Đây. Này ngắm hoa, vô đây phải mua vé nha cả nhà. Đó. Chúc mừng khai trương. Đâu hai vé đâu? Đây. Đâu hai vé dưới đây. Vô. Đài ngắm hoa, làng hoa, kính chào quý khách. Wow, hoa hướng dương nè. Hoa này chắc Tết nó mới có bông. Giờ nó mới có gì? Có nụ rồi à. Wow, giờ đi đâu bây giờ? Lên đài, coi thử ha. Ờ. Giờ lên đài 20k. Lên đài 20k đó. Ở dưới đài đi. Ví dụ tôi à, hai người lên là 40k. Ở dưới đây cũng nhiều hoa rồi nè. Đây nhiều hoa quá nè. Hoa này hoa gì đẹp đấy nha. Hoa cúc hả? Đẹp quá. Cúc đó, cúc đó. Đi, tham quan trong đây cái đi. Ờ, trong đây biết sao máy không? Nhờ che mấy miếng ấy nè. Wow. Hoa này hoa gì vậy ta? Có ghi tên luôn hả? Hoa tình yêu. Ok luôn. Thất nghiệp đi. Biết cậu Hà nó đi theo ba nó không yêu trời. Còn hoa bên đây là cái gì? Cúc đồng tiền. Vô đây mát quá. Nhiều kiển quá ha. Trong đây là kiển rồi. Kiển, đây là mua, tao bán. Dạ trong đây đi.
này cái gì ta? Nãy quên nhìn tên. Ủa. Wow. Cái này là phong nè. Đúng rồi, trong đây là dời. Những cái ấy người ta để trồng nè. Đất giấy nè, người ta trộn nè. Cho cháu nè. Chà. Hôm nay là tiệm tạp hóa hay gì, có ấy bia nước ngọt rồi đó gì ta. Wow, cái này cái gì vậy? Chụp một cái luôn. Chụp đi. Hoa này hoa gì mắc cười vậy? Nhìn giống như cái túi vậy á. Nhiều loại hoa quá ha. Hả? Hoa hướng dương này à, mặt trời xoay theo hướng nào là hướng dương sẽ xoay theo hướng đó đó. Em lên đại chơi đi. Tiên hoa đi qua bên kia đi. Bên kia hoa nhiều quá kìa. Ừ. Chắc còn mình đây chụp hình. Ủa là ăn quýt vậy ta? Ừ. Wow. Hoa. Ua. Đấy. Không được ra cổng đâu, chút đi. Đúng rồi. Hả? Lên ôm nhau cho anh chứ gì? Có luôn đi. Xỉn nãy giờ quá. Thôi đi, coi người ta đi. Nhìn như đi Đà Lạt, bán đi về qua đó. Ừ. Đà Lạt. Này là cái gì? Vàng lọc đỏ. Có bông rồi nè. Qua đây nữa đi. Này là giữ tiền hả? Hả? Cây này được ạ. Tới mình cấm một cây được ạ. Ừ, để cho giữ tiền trong nhà ha. Cây này thì không để. Xài tiền à. Cây này là phú quý. Sao đẹp không ha? Sao đẹp không chú bộ? Như nãy giờ ở khu này mình đi vô rồi nè. Ừ. Mà nãy mình quay bên đây, mình chưa quay bên đây. Ừ. Thôi mình đi ra ngoài kia mình chơi đi.
Rồi thôi em xin phép tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở clip sau nhé. Bye bye.